Thực tập tiếp theo của ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn viết chương trình xem mail trong Java Select CP. Trong bài này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn viết một chương trình xem mail. Ở đây bạn nhập vào cái mail của người dân, nhập giúp chat và sau đó thì mình gửi cái nội dung mình muốn xem từ một người A đến một người B. Thì để xem một email thì một người sender phải, đầu tiên thì các bạn sẽ đăng nhập với server, có nghĩa là bạn sẽ có username mật khẩu, bạn sẽ đăng nhập server, sau đó thì bạn sẽ send đến người nhận một cái message. Ở đây chúng ta sẽ cần đủ các thông tin của một email, bao gồm là người gửi, người nhận, tiêu đề, nội dung, những người đồng nhận, những người nhận đồng ẩn danh và các file đính kèm. Chúng ta phải khai báo cho nó một cái thư viện Java xem mail. Ở đây thì chúng ta có một cái dependency trong cái Maven thì chúng ta sử dụng là Java mail. Ở đây chúng ta sử dụng là version là 1.4.3. Đoạn code sau đây thì cho phép chúng ta là connect tới HTTP server. Ở đây chúng ta sử dụng là Gmail. Ở đây nó sẽ cho phép chúng ta là chứng thực này, out, enable, link, security, vân vân. Sử dụng là Gmail và bot. Ở đây chúng ta sẽ có một email. Email yêu cầu chúng ta là phải có một cái username các bạn nhé. Bằng sẽ có một cái email có username và password. Thì cái đoạn chương trình này nó giúp chúng ta đăng nhập email của chúng ta đang sử dụng ấy. Email mà chúng ta muốn gửi cho người nhận á, đăng nhập được vào. Thì để đăng nhập vào này á, thì mặc định Gmail nó sẽ không cho phép các bạn đăng nhập không qua cái chương trình như thế này. Để mà đăng nhập được thì các bạn vào trong các account email mà các bạn gửi ấy, bạn sẽ bật lên là Let Security App, có nghĩa là cho phép những cái ứng dụng có security mà less, có nghĩa là bảo mật kém ấy, truy cập. Chúng ta sử dụng là truy cập từ một cái Java Select thì có nghĩa là chúng ta sử dụng một cái ứng dụng là truy cập kém. Ở đây chúng ta sẽ bật lên là on, cho phép là cái ứng dụng truy cập kém sẽ truy cập ở tài khoản. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tạo bằng message mà chúng ta gửi đi. Ở đây là email người nhận, email người gửi, tiêu đề, nội dung, và chúng ta sẽ gửi cái tin nhắn này đi. Rồi từ ngày gửi cái nội dung thì chúng ta sẽ có những cái file đính kèm hoặc là CC hoặc là BCC thì các bạn phải biết như thế này. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo và gửi một cái email đơn giản như thế nào. Ở đây thì các bạn sẽ xem phần demo. Đầu tiên thì bạn sẽ bật Eclipse lên. Ở đây chúng ta sẽ new cho nó một cái website. Ở đây chúng ta sẽ đặt tên là demo xem mail hoặc là demo xem mail. Sau đó bạn bấm next và bấm finish. Thì trong cái demo xem mail này các bạn sẽ tạo ra cho nó một cái view. Trong cái view này thì các bạn sẽ lưu cho mình một cái file zip. Send email. Và chúng ta sẽ có cái giao diện như thế này. Bạn sẽ copy. Ở đây chúng ta A, Ctrl C và các bạn sẽ dán vào. Bạn có thể lấy được cái phần giao diện HTML này trong cái phần content của cái video này. Ở đây thì chúng ta sẽ sửa là bằng UTF-8. Đây là chúng ta đã làm xong về cái phần giao diện. Tiếp theo thì chúng ta phải build cái ứng dụng của chúng ta thành Maven. Các bạn bấm chuột phải, chọn là config convert to Maven. Ở đây thì chúng ta ghi là poly.edu demo send mail, ví dụ như thế. Sau đó bấm finish. Rồi. Bước tiếp theo thì chúng ta sẽ add cho nó cái thư viện. Thư viện ở đây thì chúng bạn bỏ vào đây một cái dependency. Thì chúng ta sẽ bỏ vào một cái dependency send mail. Thì ở đây các bạn sẽ sử dụng là bằng sử Google Maven repository email. Ở đây các bạn thấy này, Java mail 1.4, các bạn click vào đây. Ở đây các bạn. Sau đó các bạn copy cho các bạn
copy cái dependency này vào. Đây các bạn 1.7, 1.5 đúng không? Đây chúng ta sẽ sử dụng bản 1.4 à. Rồi sau đó thì các bạn sẽ copy vào giữa cái dependency này. Các bạn bấm là Ctrl Shift F để format the code. Này Savage xem mail, mail 1.4. Các bạn xem lại có đúng cái đây Savage xem mail, xem Savage mail này, mail 1.4.7. Ở đây chúng ta sử dụng ở bản 1.4. Ok. Sau đó các bạn bấm lưu lại. Khi bạn bấm lưu lại thì bạn xem cái thư viện của chúng ta nó đã lưu về chưa. Ở đây thì các bạn thấy chúng ta đang sử dụng là mail 1.4 đây. Rồi ok, về phần mail là chúng ta đã làm xong. Tiếp đó thì chúng ta sẽ new cho nó là một cái servlet. Ở đây chúng ta sẽ đặt tên bất tích là poly.edu. Package của chúng ta là sendmail servlet. Sendmail servlet của chúng ta thì đầu tiên chúng ta sẽ viết trong cái phần do post do get. Ở đây chúng ta sẽ viết là request dispatcher. View sheet send email chấm .cxp. Sau đó thì các bạn sẽ forward đi. Tiếp theo thì trong phần này thì chúng ta sẽ viết cái đoạn lệnh send mail. Thì send mail của chúng ta nó sẽ bao gồm hai cái đoạn lệnh. Đoạn lệnh đầu tiên là đăng nhập và đoạn lệnh thứ hai là tạo cái message send. Ở đây thì chúng ta sẽ viết đầu tiên thì chúng ta ghi là string, chúng ta có thể là viết final. Chúng ta sẽ có một username bằng email của bạn và chúng ta sẽ có là password. Ở đây là tên cái email của bạn và password. Ở đây thì mình sẽ có đoạn code là đăng nhập email. Phần là đăng nhập email thì bao gồm chúng ta sẽ có một email. Email này các bạn sẽ tự tạo ra nhé, tự tạo ra bắt buộc. Sau đó bạn sẽ sử dụng một cái property. Ở đây các bạn put vào những cái là host này, port này, authenticate này và enable những cái phương thức này. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng một cái session. Ở đây chúng ta sẽ chấp thực username và password. Thì cái đoạn code này là giúp chúng ta là đăng nhập được email. Ok chưa? Yeah. Để đăng nhập email này thì các bạn sẽ test thử và chúng ta sẽ bật cái security lên. Đây thì các bạn vào Gmail. Và chúng ta sẽ đăng nhập vào cái email. Đây, cái email của mình đang sử dụng đang email này các bạn. Đây mình đã test thử một email này. Các bạn sẽ đăng nhập vào. Rồi chúng ta sẽ có cái password. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ vào cái phần setting của nó. Các bạn bấm vào setting cái email của chúng ta. Các bạn bấm vào quản lý tài khoản. Tiếp theo thì các bạn sẽ bấm vào cái bảo mật. Rồi ở đây thì các bạn sẽ thấy thiết bị đây. Bạn thấy là quyền truy cập của ứng dụng kém an toàn ở đang tắt thì có nghĩa là bạn bật lên. Bấm vào đây. Sau đó bạn sẽ bật lên. Có nghĩa là cho phép quyền truy cập của ứng dụng kém an toàn. Đây là mình sẽ tắt này, bật lên. Ok chứ bạn. Mình đang bật lên. Thì khi bạn đăng lên thì nó sẽ cho phép chúng ta là truy cập vào cái email của chúng ta.
Tiếp theo thì chúng ta sẽ vào cái phần send mail và chúng ta sẽ xem ở đây. Đây chúng ta sẽ có là name là tool này, subject này và name là content. Đây chúng ta sẽ get những cái giá trị này xuống. Thì để get những cái giá trị này xuống thì các bạn sẽ viết một cái string email tool này bằng request chấm get parameter ví dụ, và chúng ta sẽ có rất là nhiều mail tool này, sau đó thì chúng ta sẽ có là mail subject và chúng ta sẽ có là email content. Có nghĩa là chúng ta đã lấy được dữ liệu content này, email to này, email subject này từ cái form của chúng ta. Sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu viết chương trình là send mail. Và ở đây chúng ta sẽ sử dụng là try catch. Và sau đó thì các bạn sẽ copy cái gõ đoạn code này vào. Ở đây thì mình sẽ viết sẵn cái đoạn code này các bạn nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ có là to này, subject, content. Sau đó thì các bạn sẽ tạo ra một cái message. Sau đó bạn sẽ add này. Chúng ta sẽ gửi từ cái username của chúng ta đến cái email mà chúng ta cần gửi đến. Ở đây thì có subject này, content. Và chúng ta sẽ gửi cái message này đến. Sau đó thì chúng ta sẽ chạy chương trình. Ở đây thì các bạn nhớ cho nó send về cái mail, send mail trong server các bạn nhé. Ở đây mình chưa biết được cái mình chưa bỏ vào trong này chấm. Đó. Ở đây thì mình sẽ chạy lại. Rồi, ok. Ở đây chúng ta sẽ send tới nam nv 3 này, a cộng fp.edu.vn này, hello java 4 này, xin chào na, ok, sau đó mình bấm send. Rồi sau khi email nó gửi đi thì các bạn sẽ bắt đầu mình check email. Chúng ta sẽ check email này. Đây các bạn thấy email của chúng ta đã được gửi này. Ok chưa, hello Java 4 này. Ok, xin chào Nam. Và chúng ta thấy cái dữ liệu của chúng ta ở đây. Thì trong cái send email này thì các bạn sẽ chú ý hai thành phần. Đầu tiên là chúng ta sẽ đăng nhập email. Đây, chúng ta đã đăng nhập. Sau đó phần thứ hai là chúng ta sẽ send mail đi. Đây là cái phần send mail. Đây là đoạn code chương trình của chúng ta.